Xin chào các bác. Đồ gỗ Vĩnh Nghệ Gia An giới thiệu cho các bác một loại vòng gỗ mà thời gian vừa qua rất là nhiều các bác ủng hộ bên em. Đây chính là vòng gỗ mun sừng Khánh Hòa các bác nhá. Không phải là vòng mun Lào đâu ạ. Vòng mun Lào thì giá trị kinh tế nó kém hơn rất là nhiều. Và loại gỗ này thì có đặc tính là tom gỗ rất là nhỏ nhá các bác nhá, hầu như là không có tom gỗ này. Và đây là loại gỗ cứng thứ hai sau gỗ lim các bác nhá. Và cái gỗ mun sừng này thì bên em hoàn toàn để mộc nhá, không có phun, không sáp nến này, không sơn PU, không đánh xi đâu các bác nhá, hoàn toàn là để mộc hết ạ. Và bên em thì có vòng trúc này cho các bác nam thích sự mạnh mẽ này, dáng tròn cổ điển đủ size từ 12 đến 18 ly các bác nhá, và 108 hạt, tràng 108 hạt các bác nhá. Em có size 6 ly, 8 ly, 10 ly. Và bên em thì nhận mix thêm các cham đá này và cham tí hưu hợp mệnh các bác nhá, rất là đẹp ạ. Màu đen thì mix đá rất là nổi các bác nhá. Các bác đặt hàng thì đặt hàng luôn ở trong link hoặc là nhắn qua hotline của bên em nhé, bên em sẽ vận chuyển toàn quốc. Cảm ơn các bác.